Em quay trở lại với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ. Hôm nay thầy tiếp tục đánh với các em một môn ngữ văn của lớp 8, tiết 95, tiết thứ hai của bài Tướng Sĩ. Chúc các em có một giờ học thật lý thú. Về mặt mục tiêu bài học thì giống như tiết 94, tiết thứ nhất. Phần này các em có thể xem lại, thầy sẽ thông qua. Còn về cấu trúc bài học, như hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu phần một nhỏ của Hai La Mã rồi, nói về việc nêu gương các trung thần nghĩa sĩ. Trở tiết học ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu phần hai nhỏ, tố cáo sự ngang ngược của kẻ thù và nổi lên lòng căm thù giặc. Ba nhỏ phân tích phải trái lập đạo đúng sai. Bốn nhỏ nhiệm vụ cấp bách khích lệ tinh thần chiến đấu. Sau đó chúng ta sẽ tổng kết và luyện tập. Ở tiết thứ nhất của bài Tướng Sĩ thì các em đã được tìm hiểu về nêu gương các trung thần nghĩa sĩ. Và sau khi nêu gương các trung thần nghĩa sĩ được khích lệ lòng trung quân ái quốc của các tướng sĩ, tướng lĩnh, thì Trần Quốc Tuấn tiếp tục viết những gì ở phần sau của văn bản này để nó trở nên một án thiên cổ hùng văn xuất sắc trong lịch sử văn học của dân tộc. Thì mời các em đi vào tiết học ngày hôm nay. Chúng ta đến với phần hai nhỏ, tố cáo sự ngang ngược của kẻ thù và nói lên lòng căm thù giặc. Các em lắng nghe thầy đọc phần thứ hai này. Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải từ loạn lạc lớn gặp buổi gian nan, ngó thấy sứ giặc đi lại ngay ngang ngoài đường, uống lưỡi cứu diều mà sĩ mắng triều đình, tiệm thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mạng hố tất liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham không cùng, dễ hiệu văn năm vương mà thu bạc vàng để vét của kho có hạt, thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói sao cho khỏi tay vạ về sau. Ta thường tới bữa quay ngăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thằng thân này phơi ngòi nồi cỏ, nghìn xác này gối trong da ngựa ta cũng vui lòng. Như vậy các em vừa nghe thầy đọc xong phần thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Bây giờ qua cái đoạn thứ hai này, các em hãy cho tôi biết tác giả Trần Quốc Tuấn nêu lên những cái tội ác nào của giặc. Đây, những tội ác của giặc tác giả được chứng kiến, nó thấy gì? Sứ giặc đi lại ngay ngang ngoài đường, uống lưỡi cứu diều mà sĩ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa thỏa lòng tham, thu bạc vàng để vét của kho. Tất cả cái sự việc có thái này tác giả đã được gì nói lại bằng một nghệ thuật ẩn dụ vật hóa nhằm vạch trần cái bản chất tham lam tàn bạo và hóng hách của giặc. Những cái sự việc này tác giả cảm thấy thật khác nào là chúng ta đem thịt mà nuôi hổ đói sao cho khỏi tai vạ về sau. Tức là Trần Quốc Tuấn đang khích lệ cái lòng căm thù giặc và khơi gợi cái nỗi nhục mất nước. Ông đã có một cái tầm nhìn xa rằng là gì, nếu để những sự việc này nó không gì cứ diễn ra mãi như thế thì gì đất nước sẽ không thể nào tránh khỏi những cái tai vạ. Và trước cái tội ác của giặc thì Trần Quốc Tuấn bày tỏ cái nỗi lòng của chính bản thân mình, thì nỗi lòng của tác giả là gì? Ta thường thường thì tới bữa thì quay ngăn, nửa đêm thì vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Những hình ảnh này cũng được tác giả gì khái quát nó lại bằng một cái nhịp văn nó rất là dồn dập, ngắn gọn, ngôn từ thì rất là ướt lệ, giàu nảnh và có giá trị biểu cảm rất là cao. Từ những cái đấy, từ cái nỗi đau ấy, cái nỗi lòng ấy, thì Trần Quốc Tuấn mong muốn rằng mình có thể được xả thịt lột da, nuốt gan máu quân thù, dẫu cho gì trăm thân này phơi nồng ngọt ngọt nồi cỏ và nghìn xác này gối trong da ngựa thì cũng cảm thấy rất là vui lòng. Ở đây cái sự đau xót nó đã đạt đến tột cùng, lo lắng, căm tức và sẵn sàng hy sinh vì dân tộc, vì đất nước. Qua đoạn này chúng ta thấy được rằng Trần Quốc Tuấn là một người có lòng yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc, có một tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Bây giờ chúng ta sang phần ba nhỏ, phân tích phải trái
làm rõ đúng sai. Các em lắng nghe thầy đọc đoạn thứ ba này. Đọc đoạn thứ ba này khá là dài. Các em chú ý. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm. Quân nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa. Lúc trận mạc sông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Cách đối đãi so với Vương Đông Kiên, Cốc Đại Ngột Lan ngày trước cũng chẳng kém gì. Nay các ngươi nhìn chủ mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết câm. Hoặc lấy việc trọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú rượu vườn, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc mong thác tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng mà làm mưu lược nhà binh. Dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng không chục, và lại vợ con bờ diều con bờ biều vợ biều con diếu, việc quân cơ trăm sự ít chi, tiền của tuy nhiều không mua được đầu giặc, chó săn tuy khả không đuổi được quân thù, chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào. Trận nhân của thái ác của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất. Trận những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn. Trận những sợ tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên. Trận những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau tiếng dơ không rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không? Nay ta bảo thật các ngươi nên nhớ câu, đặt mồi lửa vào dưới đống củi là nguy cơ, nên lấy điều kiền canh nóng mà thổi rau nguội làm răng sợ, huấn luyện quân sự, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như bằng mong, nhà nhà đều là hầu nghề, có thể bêu được đào hốt tất liệt ở cửa khuyết, làm rửa tiệc vân vương ở cạo nhai. Như vậy chẳng những thế ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ. Chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên gia lão. Chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm. Chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm sau, trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền. Chẳng những danh hiệu của ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng. Như vậy các em vừa nghe thầy đọc xong đoạn thứ ba. Các em đặc biệt chú ý hai cái chú thích đặt trong dấu ngoặc kép, đó là đặt mồi lửa vào dưới đống củi và kiềng canh nóng mà thổi rau người. Đa là chú thích nó khá là khó, các em cần phải quan tâm lưu ý. Thì chúng ta sẽ phân tích đoạn thứ ba này. Trước tiên nó nói về bằng A nhỏ. Tác giả Trần Quốc Tuấn đã nhắc đến cái mối thân tình giữa chủ và tướng bằng cái cấu trúc là các ngươi cùng ta. Thì các ngươi cùng ta gì? Nếu ta không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quân nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, cùng sống chết cùng vui cười. Đây là mối thân tình giữa chủ và tướng. Thì ở đây về Trần Quốc Tuấn đã sử dụng các câu văn biền ngẫu nhiều ý, hai vế song hành, điệp cái cấu trúc cao, không có thì ta, không như nào. Cách đối xử rất là chu đáo hậu hĩnh, thể hiện một cái mối quan hệ gắn bó thân thiết. Mục đích là Trần Quốc Tuấn muốn nhắc nhở khích lệ cái ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của cái bề tôi đối với vua, tình cốt nhục như là huynh đệ. Chúng ta sang bằng B nhỏ. Trần Quốc Tuấn phê phán những biện sai trái của các tướng lĩnh, trong khi tình cảnh đất nước như thế này thì thái độ bản thân của họ lại khác. Chúng ta cùng nhau phân tích. Thấy chủ nhục thì mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thèm, hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thấy thường thì không biết câm. Những cái thú vui chỉ chăm vào đó là trọi gà, đánh bạc, săn bắn, rồi uống rượu, vui thú rụng vườn, quyến liếng vợ con. Ở đây một lần nữa chúng ta bắt gặp những câu văn biền ngẫu, hai vế cũng đối lập song hành, điệp cao trúc cao.
Mục đích đó là gì? Trần Quốc Tuấn muốn phê phán cái thái độ bàng quan thờ ơ, ăn chơi nhàn rỗi, chỉ lo vun vén cá nhân các tướng lĩnh. Nhắc nhở các tướng lĩnh phê phán cái việc là quên hết danh dự, bổn phận, mất cảnh giác, lối sống cầu an. Những cái lối sống, những cái việc làm này cần phải phê phán và lên án để các tướng sĩ thức tỉnh ra được. Chúng ta sang phần C nhỏ. Cuối cùng thì về Trần Quốc Tuấn muốn nhắc là gì? Nếu các tướng lĩnh cứ mãi ham chơi những cái thú vui đó thì nhận phải những cái hậu quả và những cái thảm hại tất yếu như là gì? Nếu ham chơi thì cứ gà trống khi giặc đánh không thể đâm thủng áo giáp giặc, còn mẹo cờ bạc thì không thể dùng làm mưu lược nhà binh, rụng lắm vườn nhiều, tiền của không nhiều thì gì, việc quân cơ tâm sự ít chi, tiền của nhiều thì không mua được đầu giặc, chó săn khỏe thì không đuổi được quân thù, chén rượu ngon thì không làm cho giặc say chết đi, hay là tiếng hát hay cũng không làm cho giặc điếc tai. Đây là những cái hậu quả và thảm hại tất yếu nếu các tướng lĩnh cứ mãi ham chơi. Ở đây chúng ta bắt gặp cái cấu trúc cao đối xứng và đối lập, điệp ngữ, điệp cấu trúc cao tăng tiến lên. Trần Quốc Tuấn đang muốn gì? Nhắc nhở các tướng lĩnh về việc gì? Nước mất nhà tan, bị bắt làm tù binh, bị mất tất cả, chịu khổ nhọc và tiếng dơ muôn đời của các tướng lĩnh. Rõ ràng, một lần nữa chúng ta thấy rằng Trần Quốc Tuấn đã có một cái nhìn rất là sâu xa về việc là gì? Cảnh báo một bức tranh thảm họa, nỗi đau đớn nhục nhã trong cái cảnh nước mất nhà tan, thân làm nô lệ của các tướng lĩnh. Và cuối cùng, từ những cái thì Trần Quốc Tuấn muốn khuyên rằng các tướng sĩ rằng là gì? Nên biết lo xa, phải biết đặt màu lửa vào dưới đống củi, kiền canh nóng mà thổ rau nguội, phải tăng cường tập luyện thì mới chống được giặc ngoài xâm, phải bêu được đào hố tất liệt và làm rửa thịt văn Nam Vương. Lúc ấy thì cầu nước cầu nhà, một cái cấu trúc cầu là chẳng những mà cầu, nó như nào? Và cuối cùng chúng ta sang phần thứ tư, nhiệm vụ cấp bách khích lệ tinh thần chiến đấu. Các em nghe thầy đọc phần cuối cùng này. Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp làm một quyển gọi là binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy của ta thì mới phải đạo thần chủ. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù. Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đầu trời chung. Các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa giọt, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, chưa tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây, sau khi giặc giả dịp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Ta viết ra bài hạch này để các ngươi biết cùng ta. Cây vừa nghe thầy đọc xong đoạn thứ tư của văn bản này. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đoạn thứ tư này. Thì tác giả Trần Quốc Tuấn này mong muốn các tướng sĩ của mình là chăm đọc binh thư yếu lược. Đây là một cuốn binh pháp nổi tiếng trong lịch sử mà tác giả là Trần Quốc Tuấn. Nói như nào? Tại sao phải đọc? Bởi vì đất nước ta đang đứng trước cái nguy cơ bị ngoại xâm. Và thực tế là chúng ta lại phải gồng mình lên chống giặc Mông Nguyên lần thứ hai. Và tướng sĩ chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là ta hoặc là địch. Một là theo tà, hai là theo chính. Đó là một thái độ dứt khoát, không có chỗ cho kẻ do dự, một tinh thần quyết chiến quyết thắng. Ta sang phần ba là mạng tổng kết. Thứ nhất về mặt nghệ thuật thì văn bản này sử dụng lập luận rất là sắc bén, lý lại dẫn chứng xác thực, đầy thuyết phục, giọng văn thì hùng tráng, những câu văn biền ngẫu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và văn chương. Còn về mặt nội dung thì phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm đánh giặc cứu nước của Trần Quốc Tuấn và dân tộc. Ta sang phần 4 là mã luyện tập. Về luyện tập thì các em hãy viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về lòng yêu nước của tác giả của đoạn, tức là đoạn thứ hai, từ cái chỗ ta thường tới bữa quen nhau cho đến giờ ta cũng vui lòng. Thì dựa vào cái nội dung mà thầy đã phân tích cho các em thì các em hãy trình bày cảm nhận về lòng yêu nước của tác giả của đoạn đó. Thầy củng cố thì thầy đưa một cái sơ đồ lập luận của văn bản là tướng sĩ. Thứ nhất là khích lệ lòng căm thù giặc, nỗi nhục mất nước, khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước, khích lệ lòng tự trọng, nhận rõ cái sai, thấy rõ cái đúng, và khích lệ lòng trung ương ái quốc, lòng mã nghĩa thủy chung,
Tất cả để tổng kết lại đó là khích lệ lòng yêu nước, bất khuất, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Sau khi học xong bài này thì các em cần nắm chắc nội dung và sơ đồ lập luận của văn bản là tương xảy. Học thuộc lòng một đoạn văn mà em thích và thực hiện bài tập mà thầy đã đưa ở phần luyện tập vào vở. Thì sau khi đi học lại các thầy cô có thể chấm điểm, chuẩn bị bài mới văn bản nước Đại Việt ta. Cảm ơn các em đã tham gia giờ học của thầy. Chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Xin chào các em.